Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bùi Linh, chuyên hướng dẫn bó hoa sáp, cắm hoa sáp. Và ngày hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một điều thú vị nữa, đó là bó hoa cưới cô dâu cầm tay làm bằng hoa sáp hướng dương. Và như cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể bó được một cái bó hoa hồng bằng sáp cầm tay cô dâu bằng hoa hồng. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó ở dưới cái đường link YouTube này nếu bạn muốn bó dạng bó hoa cưới bằng hoa hồng sáp. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn cách để chúng ta có thể bó được một bó hoa cưới bằng hoa hướng dương sáp. Và mình chia sẻ thì mình luôn luôn chia sẻ trọn bộ. Các bạn vừa bó được bó hoa cô dâu thì các bạn vừa cái kết được cái hoa của cái áo của chú rể ấy, các bạn ạ. Thì bởi vì cái này là nó đi theo trọn bộ nha các bạn, thành ra là mình muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta đều làm trọn bộ như thế này để cô dâu và chú rể được liên kết với nhau, tạo thành một cái tình yêu đôi lứa vĩnh cửu nhất. Thì các bạn có thể làm để làm kỷ niệm luôn nhá. Bởi vì hoa sáp chúng ta sử dụng và chơi được rất là lâu, thành ra là khi mà kết bó hoa cưới này nay cũng rất là được ưa chuộng các bạn ạ. Hoa sáp này bởi vì các bạn trưng được chơi được làm kỷ niệm luôn. Và cái phương pháp bó hoa hướng dương thì nó hơi khó hơn hoa hồng một chút nha các bạn. Và kỹ thuật nó hoàn toàn khác so với cách mình bó hoa hồng. Bởi vì cái hoa hướng dương này nếu mà mình không biết kỹ thuật bó, không biết cách bó thì là nó sẽ rối mù lên đó các bạn ạ. Cho nên thành ra là cái cách bó hoa hướng dương nó khác với cách bó hoa hồng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn áp dụng vào cách bó hoa hồng cũng được, thì đó là tùy các bạn. Mình chỉ chia sẻ với các bạn cái phương pháp bó hoa nhà mình mà bao nhiêu năm qua mình đã đúc kết ra và mình cảm thấy nó đẹp và phù hợp, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cách của các bạn làm, nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn cứ làm theo cái cách mà các bạn làm. Còn ngày hôm nay mình chia sẻ thì chỉ mang tính chất chia sẻ. Thì những cái nào mà các bạn cảm thấy mình sử dụng được, các bạn sử dụng được thì các bạn mang về các bạn sử dụng. Còn nếu không thì các bạn cứ để qua một bên, đúng không ạ? Bởi vì trong tất cả cái lĩnh vực làm đẹp, lĩnh vực hoa thì nó vô cùng nhiều cái cách khác nhau. Và mỗi người nó sẽ phù hợp với cái thẩm mỹ nhìn khác nhau. Thành ra là chúng ta mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm khác nhau nha. Và đối với cái hoa hướng dương này thì các bạn bó kiểu như thế nào thì được tự nhiên nhất. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng cái cốt như bình thường thì cái bó hoa hướng dương nó rất là bị đơ các bạn ạ. Cảm giác của mình thì mình cảm giác là như vậy. Nó rất là bị đơ, nó không có được tự nhiên. Nhưng mà ngày hôm nay mình bó kiểu gì, bó cách như thế nào để chúng ta có thể được cái bó hoa cưới hướng dương bằng sáp mà nó tự nhiên, mà những cái bông này nó đỡ đều, nó không bị xẹp lại nha các bạn. Thì đây là một kỹ thuật rất là mới mẻ, thì các bạn có thể học hỏi và cùng nhau trao đổi chia sẻ trong cái video này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện trọn bộ cái cách bó hoa hướng dương sáp này nha các bạn. Và đối với hoa hướng dương á, thì mình sẽ sử dụng hai cụm cò điểm. Và mình xếp lại với nhau như thế này. Và lấy băng keo sáp để chúng ta quấn nó lại. Và rồi mình cứ dắt hoa đối diện. Chúng ta bó là chúng ta sẽ để xéo gốc. Tức là chúng ta cắm xéo qua bên này, xéo qua bên kia đối xứng nhau. Cứ như vậy nha các bạn. Cả từ hoa cho đến cỏ điểm chúng ta đều đi như vậy. Và chúng ta có thể bó mỗi một mình hoa hướng dương hoặc chúng ta có thể thêm hoa hồng vào thì tùy các bạn. Các bạn thích thêm hoa hồng vào cũng được, các bạn thích để mỗi hoa hướng dương thôi cũng được nhé. Thank you.
Sau khi mà chúng ta đã sắp xếp bông, chúng ta đã cắm bông xong hết thì chúng ta sẽ lấy băng keo sáp, chúng ta cố định lại nhé, buộc cột chặt lại, quấn chặt lại để cho cái hoa của nó được đúng ở đúng vị trí mà chúng ta mong muốn nha. Chúng ta cứ cuốn hết băng keo sáp như vậy. Nếu mà ở dưới cùng của cái cốt cầm tay ấy nó hơi nhỏ thì các bạn có thể đệm thêm những cái kẽm dư hoặc là những cái cây ấy vào, để những cây kẽm hoặc là những cái cây gì thì để cho nó cân đều ấy, cân đều cái cốt của nó đều nhau, nó không bị to chỗ này, nó không bị nhỏ chỗ kia nha. Khi chúng ta quấn băng keo sáp xong thì chúng ta giờ là chúng ta sẽ làm đến cái nơ ở cái dưới dưới chân cái bó hoa cô dâu ấy. Chúng ta hôm nay mình sẽ lấy một loại ri băng 4 phân và một loại ri băng 2 phân màu cam và màu vàng nha. Mình sẽ cắt khúc ra khoảng độ 27 28 khoảng đến 30 cm trong cái khoảng đó nhá. Thì mình sẽ sử dụng keo nến cố định lại để tạo thành cái nếp ruy băng ở bên dưới bó hoa cô dâu ấy cho nó đẹp. Thì chúng ta cứ làm như vậy và chúng ta cột vào chung với cái bó hoa nha.
Và khi chúng ta quấn băng keo sáp xong thì chúng ta sẽ lấy cái, hôm nay thì mình sẽ lấy cái ri băng này mình quấn vào cái cốt này. Còn nếu bạn hoa hướng dương này nó phù hợp với cái dây thừng lắm các bạn ạ. Bạn quấn dây thừng vào đẹp lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mình không có cái dây thừng nữa, thành ra là mình quấn bằng cái ri băng này nha. Xong mình đính hạt lên thôi. Thì tùy các bạn thích phong cách nào thì các bạn làm cái phong cách đó nha. Hoặc là tiện các bạn ở nhà có cái nguyên vật liệu gì thì các bạn cứ tận dụng nó các bạn làm. Bó cầm tay cô dâu thì chúng ta phải làm thêm cái hoa cài áo chú rể để cho nó phù hợp với cái bó hoa cô dâu nha các bạn. Nó phải tương đồng, hoa của cô dâu đi tông nào thì là hoa của chú rể phải đi tông theo tông đó nhé, để cho nó hòa hợp, để cho nó đồng điệu nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa cài áo chú rể luôn. Thì cũng là cái hoa hướng dương sáp như thế này. Thì các bạn bắn keo vào từ đầu cây kém này nhá, thì các bạn xỏ vào cái bông hoa hướng dương sáp này nhá. Đấy, các bạn cho keo vào để cho nó chắc nha các bạn. Kể cả làm cái bó hoa này chúng ta cũng nên bắn keo vào để cho cái bông hoa của mình nó hoàn toàn được chắc chắn. Để khi mà cô dâu đi chụp hình, cô dâu đi đi ngoại cảnh chụp hình ấy, là nó không bao giờ nó bị rớt ra đâu nha các bạn. Nên là các bạn nhớ phải bắn keo và làm thật kiên cố để cho nó chắc nha các bạn. Và mình thì mình luôn luôn để một cái lá hồng. Để một cái lá hồng vào để giống như là nó nổi cái bông hoa này lên này các bạn. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn không cần phải đệm cũng được. Nhưng mình thì mình khi mà mình bỏ cái lá này vào, bỏ một cái lá gì đó lên thì mình cảm giác nó nổi hoa hơn. Thì mình cũng bỏ thêm một hai cọng cỏ điểm vào. Và chúng ta quấn bằng keo sáp lại thôi nhá, nó cũng rất là dễ các bạn ạ.
Đó, chúng ta xỏ cọng cỏ điện vào. Thì ngày hôm nay đây là cái phương pháp bó hoa cưới của nhà mình. Thì với đối với hoa hướng dương này á, thì nó hơi khó bó các bạn ạ. Không biết sao các bạn sao, nhưng đối với mình thì mình cảm giác nó hơi khó bó hơn với hoa hồng rất là nhiều nha các bạn. Nếu mà mình không biết bó hay là mình không biết cách để á, nó cái hoa hướng dương này nó cứ rối mù lên đấy các bạn ạ. Cho nên nó khó cực kỳ. Đây này, để chúng ta để như này xong rồi chúng ta bẻ cái đầu hoa hướng dương ra một chút xíu nha. Lấy băng keo sát chúng ta quấn lại là được rồi. Áo hồng này chúng ta cũng dính keo cho nó chắc. Đó, chúng ta sử dụng băng keo sáp chúng ta quấn lại thôi. Nếu mà các bạn yêu thích cái cách bó hoa nhà mình, hoặc các bạn là chỉ muốn tham khảo, trao đổi hoặc học hỏi thêm, lấy kinh nghiệm thêm, thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và nhớ bấm vào cho cái chuông thông báo ấy, để mỗi khi mà mình ra được cái video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm một cái nơ nhỏ xíu ở cái chỗ bông hoa cài áo này cho nó đồng điệu nha, cho nó đẹp. Thì tùy các bạn có đi nơ thì đi, mà không đi thì thôi nha. Mình ấy là cho nó ta gắn băng keo gắn đây. Đó, chúng ta làm cho nó cái nơ và đằng sau thì chúng ta nhớ nhớ bắn cái ghim vào nhá. Đây này, cái ghim ghim này. Đó, các bạn bắn vào, hoặc là có cái loại ghim mà nó có cái tay cầm ấy, thì các bạn quấn băng keo vào nhá. Còn cái ghim này thì các bạn nhá, bắn keo nến vào. Nếu mà các bạn sợ nghiêng, sợ đổ, sợ bông nó lắc ấy, thì các bạn làm hai cái ghim nhá. Nếu không thì các bạn chỉ cần làm một cái thôi là đã đủ rồi.